Hiên ơi, Hiên ơi. Đấy, em Hiên đây, MC của Điện Biên đây. Lúc đi làm vẫn đi làm nhá. Mùa gặt rồi, vẫn phải đi làm đây. Gặt lúa đây. Không phải. Đúng rồi. Chớ diệt vướng má diệt, chớ phải vướng má phải quá à. Mua hay mua na. Đấy. Lúa đẹp chưa? Lúa của nhà em Hiên luôn đấy. Đấy, tốt thế này chưa? MC vừa đi làm MC vừa làm ruộng tốt thế này này. Bạn ơi. Đôi bên này. Ngẩng mắt lên cười thế thế. Đấy. Xin qua. Đây các bác đi làm đây, ai cũng đi gặt đây. Mùa gặt rồi. Đây. Đấy gặt lúa này mọi người ơi. Đấy tên cháu đó kéo khẩu rồi. Âu kéo cho sẽ đắng khó. Thế này bản tương khai tiến phái đấy. Mi máy kéo khẩu. Dương tốt và xỉ bày. Thóc ra thóc, rơm ra rơm. Bây giờ người ta gặt rất là thuận tiện. Về nhà chỉ việc phơi thóc thôi mọi người ơi. M2 400.000 tiền. Chỉ việc lấy thóc về phơi thôi. Đấy, việc hay việc na khay vô vất vả nên thế châu rồi. Như máy thải máy bàn tiến quay khẩu à. Như máy kéo khẩu kéo năm. Tùng Mương Thành.
năm nay tết cháu hơi sủi cứu càng thầy bàn có ham căn xìa thống mùa tiêu khổng mẫu la ổng é giàng dai quai diều khẩu sụp tuôn có hầy thầy bữa này vang bay to thống phùn phơn bì nì khưng chờ peng tiến hờ nhớ quảng căn ồ phương pháp của hang cứ tàng máy thầy bàn lẽ luôn phong phùn tè na cao nè cả hát kéo để mét chú tránh chú chè tay khẩu tứ tang xếp cho hẳn má cái nè vập thủy điều vập phương nè bên đến đi vậy hai to hang văn đét sở được phù ho được chút xìa còn bên phần xa na để mà bị nào người phương vậy nè vẫn đẩy tìm tay ra mất áo ớt sẽ con chúc ớt sẽ con đấy là chẳng phải tướng mở này mình đi sòng hang ó ý đi chi vì đâu người đi đấy chờ để đứng chờ để khuân thóc về nhà đấy. Sướng cứ sướng đà vẫn đà nè. Thả kéo khẩu sẽ đắng cốt sẽ đắng khó rồi cái nào tịch ma tường mít hà nai đều xin thủy văn ba văn nè cái mi khẩu mi năm tư tàng chầu lại ca lại khai bữa ướt bữa giá xương mưa chầu bản sức mương sửa chưa nhả hút phưa đưa măn
mi côn nhưng kín tinh hậu lóng giang tinh dường kén măn kín hậu có quẩy có vàng cọt mà bảo mà bầu kín côn mà chầu ướt dạ nè khai tư tàng đấy bản mương khai tiến thái phải chờ nổi kí nòng ơi. Phơi bát nhỉ? Lá tốt mà lá thu về để phơi rồi đấy. Thôi, về chỉ việc phơi thôi. Vâng, nhanh thật đấy. Bây giờ nhưng mà nó cũng ấy, nó cũng nếu mà ướt thì nó hơi ấy nhỉ, nó hơi rơi nhiều nhỉ? Thoát, chứ không phải là nó được như là vâng vâng, nếu mà nó khô buổi chiều bác ơi, buổi chiều thì nó sẽ không rơi thóc mấy. Mất nhiều lắm. Vì bây giờ nó ướt dạ mà. Nhiều quá phải bỏ ra.
Kỳ Tùng, Mương Thành. Xong pha thành đi bên tờ khẩu đó ra. Tay khẩu tuốt ôm à, vậy à, chúc vụ tới được nhiều nhé bác nhé, gặt được nhiều nhé. Tôi nhé, vâng vâng vâng, bác yên tâm sẽ thấy hình của bác.